Rolex Datejust là một trong những bộ sưu tập danh tiếng và được ưa chuộng nhất của thương hiệu đồng hồ Rolex, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1945. Bộ sưu tập này đã trải qua nhiều sự cải tiến và phát triển để đáp ứng nhu cầu của những người yêu đồng hồ trên toàn thế giới. Với khả năng dễ dàng phối đồ và phù hợp với nhiều phong cách, phiên bản Rolex Datejust 126334 cọc số dạ quang nổi bật với thiết kế mặt số xanh blue, kích thước 41mm. Hoàn hảo cho những quý ông yêu thích sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại. Lớp vỏ Oyster của đồng hồ được chế tác từ vàng trắng và thép Oyster Steel độc quyền, được đánh bóng toàn thân và có khả năng chống nước lên tới 100m nhờ vào núm vặn sắn vít với hệ thống chống thấm Twinlock cùng bộ máy caliber 3235. Không chỉ mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ mà còn đảm bảo độ bền bỉ vượt trội theo thời gian. Dây đeo đồng hồ với thiết kế 3 mối nối Oyster chắc chắn cùng khóa gập thông minh Oyster Lab đi kèm với mối nối phụ Iselin cho phép người đeo dễ dàng điều chỉnh độ dài dây đeo thêm 5mm, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.